Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Hồng Nhan, tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể chữa lành tất cả mọi vết thương. Nó giúp chúng ta nguôi ngoai về quá khứ và giúp cho chúng ta hướng về tương lai, những tương lai tốt đẹp. Nhưng mà trong câu chuyện này, thời gian đã giúp cho Lê và Thân lãng quên nhau 20 năm. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có một cuộc hội ngộ và sẽ giúp cho hai người giải quyết được tất tất cả những vấn đề mâu thuẫn trong suốt 20 năm qua. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi liệu rằng sau khi mà giải quyết những mâu thuẫn như vậy thì những người xung quanh có liên quan đến cuộc tình của hai người này phải trả giá và phải đối xử như thế nào đây? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ trên kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Còn bây giờ không để quý vị đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Hồng Nhan, tác giả Việt Nga qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi ngồi trò chuyện với Tân ở quán nước Chiều hôm đó Thảo đã về nhà và đánh Lê Sau một màn tra khảo chuyện tình cảm Trong khi Thảo luôn bắt Lê phải nhận Là có quan hệ với thân Mặc dù điều đấy hoàn toàn là vô lý Đã 10 năm nay Cô còn thậm chí Chưa nhìn thấy mặt của thân một lần Dù cho cô có giải thích Có nói như thế nào đi chăng nữa Thảo vẫn không tin Và không thèm nghe cô Đỉnh điểm của cãi vã đấy Chính là những cái thượng cẳng tay Hạ cẳng chân trên người của Lê Cái Lan lúc này đang học lớp 8 Thầy bố đánh mẹ thì sợ lắm Nó muốn vào can bố Nhưng nỗi sợ khiến chân tay nó bùn rùn Ba chị em nó Cứ co rúm lại một chỗ Và chỉ biết nhìn mẹ nó Đang tấm tức khóc Khóc trong nỗi đau đớn và sự ớt nghẹn Đêm đấy Thảo lại đi Lần này hắn đi qua đêm mà không cần phải nói với ai một lời. Đây cũng là đêm duy nhất trong cuộc đời. Lê không đi tìm Thảo. Bố mẹ chồng cô sau một hồi chửi rủa đứa con mất dậy thì cũng không thay đổi được tình thế. Ông bà chỉ còn biết bất lực. Hôm đó, Lê bỏ cơm mà ôm sự uất nghẹn đi ngủ. Và cũng trong đêm hôm đó, có hai kẻ ôm nhau suốt đêm ngay tại nhà của người đàn bà hư hỏng kia Chắc là họ đã hẹn nhau từ trước Nên mới sầm tối À Phương đã đuổi ngay anh chồng nhu nhược Chỉ biết đẻ toàn con gái Đi trông cá dưới đồng Đợi cho mấy đứa con gái đi ngủ hết Hai kẻ chim chuột mới mở cổng cho nhau Sau đó bước vào nhà mèo mỡ Đêm đó Thảo ngủ ngay với bà chị họ Trên chính chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng chị ta Mà nói ngủ cũng không đúng Anh à đã có một đêm thức trắng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu xác thịt. Một anh quen thói lăng nhăng lại gặp một ả đàn bà dâm loạn và khát tình. Anh ả cứ quấn lấy nhau cho đến tận 4 giờ sáng, Phượng mới để cho Thảo về với ánh mắt thỏa mãn kèm theo sự nuối tiếc. Việc làm đồi bại ấy đã che mắt được mọi người trong một thời gian dài. Vợ Thảo cũng không hề biết mà chồng của ả kia cũng tuyệt nhiên không biết. Một năm sau đó, cái Lan lúc này đã bước vào lớp 10 với điểm thi đầu vào cao nhất trường. Khi đang học sở kỳ 1, thì trường chuyên của tỉnh tuyển sinh và Lan cũng tham gia thi điểm. Sau đó, Lan nói với bố mẹ rằng đã trúng tuyển với điểm số rất cao. Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, nên cô bé đã không theo được trường này. Vậy là Lan ngày ngày đi học ở trường cũ công nhận là nó học giỏi. Nhưng đã là cô học sinh trung học, người nó còn bé lắm. Chả ra dáng con gái gì, hình như nó bé nhất lớp thì phải. Nhưng bạn bè ai cũng quý nó bởi bản tính hòa đồng và luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Quan trọng là nó học rất giỏi, đặc biệt là hai môn văn và anh văn. Trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh mới đây, nó đã vinh dự đạt giải nhì môn tiếng Anh lớp 10. Vậy nhưng nó lại rất khiêm tốn và không đua đòi theo đám bạn cùng trang lứa. Tuần nào vào thứ hai hàng tuần, nó cũng được nêu gương trên toàn trường. Tuy vậy với nó niềm vui ấy không trọn vẹn, bởi mỗi khi nghĩ về bố, nó lại rất buồn. Là một đứa con gái có thể chưa trưởng thành, nhưng nó có những suy nghĩ chín chắn hơn đám bạn cùng tuổi rất nhiều, bởi vậy nên những bài văn của nó khi viết lên đầy xúc tích Cô giáo dạy văn cũng là cô giáo chủ nhiệm, rất quý nó. Cũng đúng thôi, thầy cô giáo nào chả thích những đứa học giỏi chứ. Hôm nay trên đường đi học về, nó đạp xe đằng sau lũ bạn. Lan lại cảm thấy rất buồn và có phần giận lũ bạn, bởi vì trong giờ ra chơi, Lan thấy chúng nó nói chuyện về gia đình của mình, hình như chúng đang nói xấu về bố của Lan. Lan chỉ nghe được mấy câu đại loại về những tật xấu của bố mặc dù nó không hề đồng tình với những thói xấu đấy nhưng mà dù sao nghe người khác nói về bố mình bằng những từ ngữ không hay là nó cảm thấy bị xúc phạm định chạy đến và mắng cho mỗi đứa một trận nhưng bản tính luôn thu mình và sống nội tâm không muốn bị chú ý trước đám đông thành ra nó im lặng một nỗi giận lúc này đang dâng lên trong lòng nó giận bố vì bố mà nó luôn luôn cảm thấy xấu hổ trước bạn bè vì bố mà đúng ra nhà nó kinh tế phải tiến xa hơn bây giờ. Vậy mà vẫn tụt hậu phía sau. Còn nhớ cách đây 3 năm, khi nhà nó xây được một ngôi nhà năm gian, có thể nói là to nhất làng, thì nhiều người ngưỡng mộ lắm. Vậy mà bây giờ thì sao? Trong khi nhà nhà phát triển kinh tế với đủ mọi hình thức, thì bố của nó cứ mãi đắm chìm trong men rượu và còn thêm cái tật mèo mỡ. Nó không dám trách bố vì để cho chị em nó ăn học đàng hoàng đến tận bây giờ, bố nó cũng đóng góp một phần. Bởi những đứa bạn của nó hầu hết chỉ được học hết cấp 2, có đứa chỉ học hết lớp 7. Vậy nhưng, đối với nó, được học đến cấp 3 thế này là vui lắm rồi. Nhưng nó vẫn buồn. Nó buồn bởi bố nó, có đôi bàn tay vàng về cơ khí. Trong khi bác Miên cùng tổ bố nó, với tay nghề không giỏi bằng bố, mà lại đi làm thêm được bên ngoài Khiến gia đình khá già hẳn lên Còn bố nó thì không Ngoài việc đi làm ở công ty Thì bố nó chỉ còn mỗi việc là uống rượu Và làm khổ mẹ con nó mà thôi Nó cũng có nghe đồn về việc Bố nó quan hệ ngoài luồng Nhưng nó nghe Mà biết vậy Chứ không dám nói gì với mẹ Phần vì nó sợ mẹ không chịu được cú sốc này Mà mang ra chỉ triết bố Mà bố nó thì bất kể đúng sai sau cùng vẫn đánh cho mẹ nó một trận. Khi Lan lên lớp 11 thì gia đình bắt đầu xào xáo bởi mẹ nó đã biết việc bố nó đi bồ bịch bên ngoài. Đúng là cho dù có dấu cách mấy thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ấy là khi mẹ nó lo sức khỏe yếu nên xin nghỉ hưu sớm còn bố nó thì chưa. Mẹ ở nhà mở quán phở ở ngoài mặt đường chính việc này đã khiến mẹ phát hiện ra tội ngoại tình của bố. mấy ngày sau đó, nhà nó xảy ra tình trạng cãi cọ triền miên giữa bố và mẹ. cuối cùng khi cồn lên, ông dùng mọi từ ngữ bần thỉu nhất để mạt sát mẹ. chửi chán, ông lao vào đánh bà. lúc đó nó ghét bố lắm, sâu thẳm trong tâm hồn nó lại mong cho mẹ nó bỏ bố nó đi, cho bớt khổ. Chưa ở như thế này thì khổ lắm. Nó vẫn nghe các bác trong làng nói rằng mẹ nó khổ bởi vì đẹp. Hồng nhan bạc phận mà. Thời gian như con tạo xoay vần. Nó không dừng lại hay đợi chờ bất cứ ai. Lan đã bước vào lớp 12 rồi. Năm nay là năm cuối. Quyết định cho việc thi đại học hay là ở nhà. Đa số lớp học của Lan bạn bè đều không có ý định thi đại học vì hầu hết các bạn đều học ở mức độ trung bình chỉ có Lan và bốn bạn trong lớp là có ý định thi vào một trường đại học nào đó. Cô giáo dạy văn thì khuyên Lan nên thi vào trường đại học sư phạm, cô giáo dạy tiếng Anh thì lại khuyên cô nên thi vào đại học ngoại ngữ. Trước đây cô bé cũng có mộng ước được đứng trên bục giảng, nhưng từ khi tiếp xúc với môn ngoại ngữ và biết được năng lực của mình thì Lan lại thay đổi ý định. Lan muốn được thi vào đại học ngoại ngữ để mở rộng kiến thức và hội nhập với môi trường mới đầy triển vọng nhưng đó chỉ là ước mơ bởi từ mơ ước đến hiện thực lại quá xa vời vừa khi lan vừa đề cập đến chuyện chọn khối để thi đại học thì thảo và lê đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất lớn lê muốn cho con gái thi đại học nhưng một mình cô thì không cáng đáng được cô bàn với thảo thì anh lại gạt phát đi anh đưa ra một loạt khó khăn, vất vả và rất nhiều tốn kém để nuôi được một đứa con gái học đại học tại Hà Nội. Đêm hôm đó nghe bố mẹ tranh cãi rất lớn, làm đã khóc rất nhiều. Nó cứ ôm mặt khóc vùi trong gối. Vậy thì mộng ước đại học của nó bị chôn vùi, đời nó lại giống như cuộc đời của mẹ nó sao? Nó không muốn, nó không hề muốn chỉ học xong cấp 3 rồi nghỉ. Một hai năm sau lại đi lấy chồng Đời như vậy thì buồn lắm Làm sao mà ngóc đầu lên được Không có tri thức Không có bằng cấp Sống làm sao đây Cuối cùng ngày làm hồ sơ thi đại học cũng tới Lan về nói với bố mẹ Thảo lúc này cũng đồng ý Cho con gái nộp hồ sơ để thi vào trường đại học ngoại ngữ Hà Nội Anh nói không muốn cho Lan vào con đường sư phạm Đi nghề này lương thấp lại tiếp xúc với nhiều phấn, chỉ tù bán cháo phổi, chưa trả bó bở gì. Vì là người ra ngoài nhiều, nên khi Lan nhận được giấy báo thi, Thảo trực tiếp đưa con xuống trường để đi làm thủ tục dự thi. Ba ngày ở Hà Nội, hai bố con ở lại nhà cô em họ của Thảo. Thời gian đó phương tiện hiện đại chưa có, Lan toàn tự ôn bằng chính năng lực của mình. Chỉ có duy nhất ba cuốn bộ đề của ba môn thi, nhưng lan đã bước vào phòng thi với một tâm trạng thoải mái và tự tin hết sức có thể khi bước ra khỏi phòng thi lan đã tính được số điểm của mình cô vui lắm vì hoàn thành xong phần thi một cách tương đối hai bố con lại bắt xe về và chờ đợi kết quả đêm đấy thạo và lê lại nảy sinh ra một cuộc tranh cãi tiếp theo nếu như lan thi đỗ thì sẽ như thế nào thì cho biết năng lực thôi, chứ kể có đỗ đại học, không có điều kiện mà đi học đâu. Tôi là tôi không lo được. Nhưng mà chúng ta có thể buôn bán thêm để nuôi con học đại học được cơ mà. Nếu không đi học, ở nhà biết làm cái gì? Chẳng nhẽ để cho nó đi buôn thúng bán mẹt ngoài chợ rồi lại đi lấy chồng sớm? Tôi nói rõ rồi đấy, tôi không có khả năng. Cô có biết nuôi một đứa con học đại học nó tốn kém thế nào không? Có mà bán nhà Vậy là Thảo đã quyết định Kể cả Lan có đỗ đại học Thì cô bé không có cơ hội Để bước chân vào cổng trường đại học Hơn một tháng sau Kết quả đại học được báo về trường Và thầy giáo Tâm mang về trao cho gia đình Thầy Tâm chính là bạn của bố Từ thời còn trên Thái Nguyên Thầy cũng có con gái học cùng lớp với Lan Đó chính là Thảo Thảo học rất bình thường nhưng có người cậu ruột là giảng viên của trường đại học kinh tế quốc dân nên Thảo cũng đậu đại học. Thầy Tâm chúc mừng bố mẹ Lan, sau đó ra về. Lan được 24 điểm, trong khi đấy trường chỉ lấy có 23. Niềm vui vỡ òa chưa bao lâu thì Thảo nói với con gái về việc bố mẹ không thể lo cho Lan vào đại học được. Biết là con gái sẽ buồn nhưng mà Lê chỉ biết an ủi chứ không làm gì được. Ngày nhập học cũng là ngày Lan khóc nhiều nhất, bởi từ đây cô bé 17 tuổi phải gác lại mộng đẹp, gác lại sách vở để bước vào một cuộc đời thực, cuộc sống thực bên cạnh người bố xa trường và khó tính. Mấy ngày sau trong lúc đang bán phở, Lê thấy Liên bước vào mang theo một giỏ cua. Thấy Liên cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, Lê không thắc mắc gì mà quay ra hỏi ngay: Cô Liên, đi bán cua về đi à? Con phở không? Chị làm cho. Dạ không chị. Em mang cua ra cho chị. Anh Thạo trả tiền rồi à. Thế à? Thế thì cứ để đấy cho chị. Mai chị trả cái giỏ có được không? Liên gật đầu đồng ý. Cô ta còn đứng nói chuyện với Lê một lúc sau đó mới về. Mấy ngày sau lại thấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi ra ngoài quán. Lúc này Thạo không có ở đó, chỉ có Lê. Nhìn thấy Lê nó chỉa ra mấy cái sâu nướng chả bằng inox mà nhà chị vẫn hay nướng để bán cho khách. Nó ngập ngừng nói với Lê. "Cháu trả cho bác, mấy cái xiên chả ạ." Ừ, "Ơ, thế nhà cháu mua lúc nào mà bác không biết nhỉ?" "Dạ là bác thạo cho cháu hôm nọ. Bác cho cháu xin cái giỏ cua." Lúc này thấy rất lạ, Lê mới nhìn kỹ mặt thằng bé. Thì ra nó là con của Liên nó có một nét gì đó rất thân thuộc mà lê mới để ý và cô giật mình vì chợt nhận ra một điều gì đó khi nghĩ đến khiến trái tim của chị đập loạn nhịp các nét trên khuôn mặt thằng bé tại sao lại giống thế này không không thể nào lê đưa cái giỏ cho thằng bé chưa kịp hỏi thêm câu nào nó đã chạy tót ra ngoài lòng dạ của lê bồn chồn tim của chị bắt đầu nổi sóng không có lẽ Những ý nghĩ cứ quay mỏng mòng trong đầu của Lê Chẳng lẽ những lời đàm tiếu của dân làng bấy lâu nay Đều là sự thật Và Thảo đã thực sự phản bội chị Tại sao thằng bé đấy Nó lại giống Thảo như hai giọt nước như vậy Tim của chị đau thắt Chị thật sự thất vọng khi niềm tin sụp đổ Chị đã bị chính người chồng Mà chị tin tưởng bấy lâu nay phản bội Nhưng anh ta phản bội chị từ lúc nào Tại sao chị không biết Để bây giờ để lại hậu quả nhãn tiền thế này chứ Thằng bé đấy đã được 7-8 tuổi Đồng nghĩa với việc Anh ta phản bội chị chừng đấy năm Bây giờ chị mới biết Chị mới thấm thía những lời ông ba nghĩa nói trước kia Có lần ông ấy nói với chị rằng Tại chị lo làm quá Mà bỏ quên mình Rằng chị bị mù Mà không hề mày may nghi ngờ Đau đớn, ớt nghẹt, Khiến chị muốn gục ngã không muốn sống tiếp. Nghĩ đến bà đứa con, chỉ phải gượng mình lên mà sống. Không, chị không thể chết được, chị còn phải lo cho chúng nó. Nhất là cây lan, đang ở độ tuổi trưởng thành. Nó cần chỗ dựa về mặt tinh thần, nó cần bàn tay của chị. Bước thấp bước cao rời khỏi quán. Về đến nhà chị nằm vật ra giường, không thiết ăn uống gì nữa. Cái làn nó cũng mới đi chợ về. Từ hôm bố nó nói không thể lo cho nó đi học đại học được. Nó đành phải theo mấy đứa bạn, đi mua đậu xanh về bán. Khổ, con bé người thì nhỏ, mà hôm nào cũng đèo từ 5 đến 60 cân. Lên tận phố chợ cách nhà hơn cả chục cây số để bán đậu que. Nó lại là người khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng, nên bao giờ cũng bán hết trước. Xong lại còn bán hộ cho đứa bạn cùng làng, hết hàng rồi hai đứa mới cùng nhau ra về thấy mẹ nằm trong giường gọi mãi không chịu dậy ăn cơm cái lan biết là có chuyện nó cũng buồn lắm không phải nó không biết mà do nó không dám nói với mẹ những chuyện mà nó nghe được về bố lan hiểu chuyện về bố nếu như lộ ra sớm ngày nào thì mẹ nó nhất định suy sụp ngày đó hơn ai hết nó là người rõ tính mẹ nhất trách và xấu hổ về bố bao nhiêu thì nó lại càng tự hào về mẹ bấy nhiêu. Hai người như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Khi đi đến đâu Lan cũng nghe người ta đàm tiếu những lời không hay về bố. Còn mẹ thì ngược lại, toàn là những lời khen và sự yêu mến. Họ bảo rằng nó được thừa hưởng cái tính khéo léo của mẹ. Càng lớn nó càng xinh và trai làng bắt đầu để ý tới Lan. Một cô bé nhanh nhẹn tháo vác và rất chịu khó nhưng cứ nghĩ đến bố Là mọi hoài bão tốt đẹp trong đầu của nó tan biến Nó thấy trước mắt nó Là một tương lai mù mịt Sau hôm ấy Lê nằm luôn Không ăn uống Cũng không ra quán bán hàng nữa Người chị rũ ra như tàu lá chuối héo Thảo mới đầu về Còn gọi vợ dậy ăn cơm Nhưng Lê còn tâm trạng đâu mà ăn với uống Bực quá Thảo bắt đầu quay ra mắng chửi vợ con và cuối cùng thú vui của anh ta vẫn là rượu uống xong anh ta lại chửi rồi tối đến lại đi đến đêm muộn mới về có đêm anh ta còn không thèm về đúng là chỉ khổ cho người đàn bà đổ hết niềm tin và tình cảm vào anh ta giờ đây trái tim lại đang vụn vỡ sau cùng lê phải tự mình gượng dậy thân thể cô bây giờ tiều tụy ánh mắt của cô lạc thần cùng với khuôn mặt không còn sắc khí. Mấy đêm này cô khóc rất nhiều. Chỉ có cây làn là người luôn bên cạnh động viên và an ủi mẹ. Bữa trưa hôm ấy, nhờ có nó năn nỉ mãi mà cô mới nuốt được vài miếng. Con bé Hằng, còn bé lắm. Thấy mẹ như vậy, chỉ biết khóc vì sợ thôi. Không biết mẹ vì sao lại như vậy. Còn thằng Dũng là con trai, lại bàn tính ít nói. Nên nó chả tỏ thái độ gì nhưng nó biết rằng mọi nguồn cơn đều do bố nó mà ra. Bốn mẹ con đang ăn cơm thì Thạo về, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta lẻ nhẹ, cất giọng nói ngay. Nhà này toàn là người ăn bám, tao toàn nuôi báo cô lũ ăn hại chúng mày. Tao nói trước, con làm dẹp ngay ý định học hành đi, kiếm cái việc gì đó mà làm. Không, ấy, vào công ty xây dựng như mẹ mày mà làm đi. Một hai năm nữa rồi đi lấy chồng. Con gái lớn phải đi lấy chồng. Tao thấy có mấy thằng nó nhăm nhe mày rồi đấy. Nuôi cái lũ con gái trước mày, chả được cái tích sự gì. Học hành ít thôi. Nhiều chữ quá rồi. Về đây, cãi cha cãi mẹ. Liệu liệu cái thần này. Tao chỉ nuôi mấy đứa. Hết cấp 3 thôi. Còn bây giờ, làm lấy mà ăn. Từng lời, từng lời của bố, như nhát dao cứa vào người của Lan. Nó cảm thấy rất nhục không nuốt được nữa. Nó buông đũa xuống, sau đó đứng dậy, nước mắt trực trào ra. Khổ thân nó, mới chỉ 17 tuổi, mà tại sao thấy cuộc đời lại buồn đến như vậy? Sao bố mẹ sinh nó ra, làm cái gì chứ? Để nó trở thành gánh nặng. Nó biết làm gì bây giờ? Lê nghe Thảo nói như vậy, thì cô lên tiếng. Tiếng nói của cô cất lên nghẹn ngào, như chất chứa nỗi bất nghẹn, từ bấy lâu nay dồn nén anh chửi cái gì anh xem lại bản thân của anh xem đã đáng mặt làm cha làm chồng chưa anh thả giết tôi đi còn hơn để tôi phải chứng kiến cái cảnh này anh say diều anh như thế này anh chưa đủ à tại sao thế này anh có biết nhục không khi anh đi ra ngoài kia anh giờ trò mèo mỡ để bây giờ hậu quả nó đang sống sờ sờ ra đó á à mày vừa nói cái gì mày có câm cái mồm đi không tại mày nên bố mày mới như vậy đấy. Đã thế thì sao? Mày muốn nói cái gì? Mày nói luôn bây giờ đi. Cái con khốn này. Bây giờ anh ta không còn che đậy gì nữa rồi. Trước mặt các con, anh ta cũng không còn liêm sỉ. Huyệt tuẹt ra luôn. Anh ta coi trời bằng vung, thì ai mà nói lại được chứ? Thì ra là như thế. Anh khốn nạn thật đấy. Tôi tưởng anh đi với ai, anh lại đi với cái loại dở người như thế à anh tài anh giỏi anh đi với người nào đẹp hơn tôi xem giỏi giang khéo léo hơn tôi đi đằng này toàn là cái đám dở người lại còn đi cả với vợ bạn thì đúng là mặt dày tại sao anh không cốt đi luôn đi lê nói xong tức thì ba cái tát liên tục khiến cho mặt cô đom đóm nảy lửa làm nhìn thấy như vậy thì chạy nhanh vào bênh mẹ bố bố dừng tay lại bố đừng có đánh mẹ được không cái con rành này mày cốt ra đằng kia không ấy à ông đánh cả mày bây giờ ông có giỏi ông đánh chết tôi đi tôi không còn thiết sống tôi thật sự thất vọng về anh tôi đã lầm khi mà lấy anh làm chồng mày vừa nói cái gì <laughs> thế mày tưởng tao không biết mày mày ở với tao nhưng mà bao nhiêu năm qua Mày luôn luôn tơ tư tưởng Nhớ nhung đến cái thằng người yêu cũ của mày à Anh đúng là tôi Bao năm nay tôi sống thế nào Anh là người Hiểu rõ nhất chứ Vậy mà bản thân của anh Anh bẩn như thế Anh còn nhây sang tôi Tôi ẩn hận Đến bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của anh Anh chị có im ngay đi không Đẹp lắm đấy à Mà khoe ra Im mồm hết đi Tiếng bà Hà nhưng câu nói của bà không có ý bênh vực lê mà chỉ muốn cho cô đừng có vạch áo cho người xem lưng mà thôi lê ấm ức cảm cảnh cho thân mình tại sao lại ra nông nỗi này từ lâu thạo không còn đồng cam cộng khổ với cô nhưng cô chỉ nghĩ anh ta mỗi tật rượu chè thôi rồi dần dà khuyên ngăn anh ta sẽ bỏ được ai ngờ anh ta đủ thứ tật đã lăng nhăng bên ngoài bây giờ về nhà còn hành hạ vợ anh ta trái ngược hẳn với những người đàn ông khác họ đi ăn vụng nhưng về nhà lúc nào cũng luôn luôn che đậy luôn luôn chăm lo cho vợ con nếu bị phát hiện người ta sẽ ăn năn hối lỗi và luôn thấy ngại ngùng với vợ của mình đằng này anh ta đi chán chê bên ngoài bây giờ về còn đổ tiếng oan cho chị vợ thì chỉ có anh ta là số một quá đáng đến thế là cùng trong buồn, ông thế rất buồn. Ông giận thằng con trai ngỗ nghịch. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Có mười thì tốt, có một lại xấu. Đúng với hoàn cảnh nhà ông bây giờ. Có lẽ do ông bà chiều Thạo từ bé, nghĩ rằng có mỗi một ngụ con, nên ngay từ bé. Thạo đã muốn cái gì, bố mẹ cũng cố lo cho bằng được. Giờ nhìn thấy đứa con dâu đau khổ ngoài kia, ông cảm thấy có lỗi. Nó vừa xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói vậy mà phải sống với thằng con trời đánh của ông bước ra sân ông cầm cái gậy chỉ thẳng vào mặt của thằng thảo sau đó quát lớn mày có cầm cái mồm đi không cái thằng xúc sinh kia mày nhìn xem có ai được như cái lê không tại sao mày làm khổ nó mày nhìn lại mày đi tội lỗi đẩy mình không biết xấu hổ còn ngang nhiên đánh vợ chửi con cái đồ mất dậy bố im đi còn có vợ con dậy không phải là việc của bố. Giờ tay tát thẳng cho Thảo mấy cái, rồi ông Thế bỗng nhiên ôm ngực và ho sặc sùa. Một lúc sau, ông cất giọng khó nhọc. Mày là thằng nghịch tử, tao không có đứa con mất dạy như mày. Nhục, nhục lắm, mày bước ra khỏi nhà tao. Bố không đuổi được tôi đâu, bố nên nhớ, bố chỉ có đất thôi. Còn cái nhà này, là chính tay thằng này làm ra đấy. Vậy thì thua rồi, không ai dạy được Thảo nữa rồi. Có lẽ mấy nhà hàng xóm cũng đang dòng tai lên mà nghe. Thật là không còn chỗ nào mà chui. Ông Thế bất lực, quay sang bà Hà mắng mỏ. Tất cả là tại bà, bà chiều nó cho lắm vào. Rồi bây giờ, nghe nó cãi lại. Bà thấy láo chưa? Sao nó lại đổ đốn ra như thế hả? Nó giống ai cái tính bỏ vợ bỏ con như thế? Cái lê, còn nghe bố vào trong nhà đi. Cái ngữ này, con không phải nghĩ ngợi làm gì. Tổn hại sức khỏe. Bố cũng coi như không có nó. Phía bên kia, thân cũng không khá khẩm gì hơn. Những ngày này anh cũng luôn bị tân tra tấn tinh thần, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc anh chỉ muốn ở quách đơn vị cho xong, anh không muốn về nhà. Nhưng mà nghĩ đến hai đứa con, anh lại không nỡ Càng ở với Tân, anh càng nhận ra con người ích kỷ và mù quáng của cô ta. Trong cô ta luôn thường trực những ý nghĩ đen tối. Cứ mỗi lần nghĩ đến Lê, là y như rằng Tân lại lồng lộn lên như một con hổ cái. Anh có phải là người chán vợ, phụ con đâu, mà lúc nào cũng đem những tư tưởng đen tối đó áp vào người của anh cơ chứ. Đang nằm lim dim thì thằng cu thứ hai nó chạy lại nó xin anh đi chơi. Được sự đồng ý của bố nó tót ngay ra ngoài. Lúc này Tân mới từ trong bếp đi lên. Thấy thần như vậy. <laughs> Anh lại nhớ nó chứ gì. Biết ngay mà. Mỗi người một nơi. <laughs> Anh muốn tôi chết đi. Anh mới cam lòng có đúng không? Thần nghe xong nhưng lại không buồn nói lại. Quay mặt vào trong. Tân vẫn tiếp tục không buông tha. Cầm lấy chân của thân kéo dậy. Tiếp tục buông lời chỉ chết làm sao tôi nói đúng quá phải không thôi hẹn nhau kiếp sau đi kiếp này không có cửa đâu tôi đã không được hạnh phúc thì đừng đứa nào mong có được anh hãy đợi đấy cô cô có im cái mồm đi không cô không thấy mình quá vô lý à vậy thì cô cứ sống một mình đi từ ngày mai tôi ở hẳn trên đơn vị cho cô vừa lòng không ở được với nhau thì ly hôn đừng có tra tấn tinh thần nhau như thế sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi tôi mong cô nhớ kỹ điều này nếu như không vì hai đứa con thì tôi à tôi chia tay cô từ lâu lắm rồi anh đừng có hòng không đời nào mà tôi buông tha cho anh đâu anh phải sống với tôi đến hết cuộc đời của anh anh cứ thử lên đơn vị mà sống xem tôi nhất định ôm hai đứa con lên để gặp sếp to nhất của anh xem họ trả lời tôi như thế nào anh có giỏi thì anh đi đi cô ta quá xảo quyệt khi đã biết đánh đúng vào điểm yếu của anh tân thừa mưu mô để hiểu anh là người sống nội tâm giàu tình cảm và không thích bị mang tiếng chính vì vậy mặc dù không yêu vợ nhưng mà cả đơn vị không một ai biết chuyện nhà anh cơm không lành canh không ngọt bởi vì anh chưa hề ca cầm hay nói xấu về vợ một lời nào ở đơn vị ai cũng nghĩ rằng anh giỏi tề ra bởi vì có một người vợ xấu về hình thức thì chẳng có cái gì để chia sẻ vậy mà anh vẫn sống được không một lời than thở nhưng họ đâu biết rằng anh vẫn có một người bạn tâm giao cực kỳ thân thiết người mà anh có thể chút hết nỗi lòng mà không phải ý tứ gì ở bên người ấy anh mới thực sự là chính mình được sống riêng cho mình đó chính là nhật ký những cuốn nhật ký đã ghi hết lại cuộc sống thực của anh từ ngày ở chiến trường cho đến hiện tại nhưng người được anh nhắc đến nhiều nhất trong những cuốn nhật ký lại chính là lê cô luôn luôn tồn tại và có một ngăn rất lớn trong trái tim của anh trước đây khi còn ở chiến trường anh luôn nghĩ sau này về anh sẽ tặng cuốn nhật ký đó cho lê nhưng một bước ngoặt đã khiến cô rẽ sang một hướng khác hai người đành lỗi hẹn anh đành giữ nó cho riêng mình, coi đó là một kỷ niệm đáng trân trọng. Có lẽ, nó mãi mãi là một bí mật, một khoảng trời riêng của anh. Trong chiếc tủ cá nhân tại cơ quan, có một ngăn luôn được khóa kín. Đó chính là nơi anh lưu giữ kỷ niệm. Nhưng mà anh gửi gắm vào trong những cuốn nhật ký, có thể người đó không bao giờ đọc được. Một chút gì nuối tiếc, một chút gì xót xa tình yêu ơi Ngươi ở đâu Thời gian là liều thuốc xóa nhòa đi tất cả Lê bây giờ là một người đàn bà 45 tuổi Chị bước qua bên kia của đỉnh dốc cuộc đời Lan cũng 19 tuổi rồi Hôm nay cả nhà đông như hội Bởi chỉ còn ít hôm nữa Lan sẽ xuống Hà Nội Đi học nghề Có một người em họ của Thảo Đã xin việc cho Lan ở dưới đó Thôi cũng được Còn hơn là ở nhà rồi lại đi lấy chồng sớm như mấy đứa bạn. Chị cũng muốn cho Lan xuống Hà Nội, may ra công việc nhàn hạ, sẽ là môi trường cho con bé phát triển. Và điều quan trọng nhất, cô muốn con gái thoát ly khỏi quê nhà. Cái ngày Lan khăn gói xuống Hà Nội, chị đã khóc hết nước mắt vì thương con. Mặc dù đã xác định được tư tưởng, nhưng chị vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn xuống. Còn Lan cũng thương mẹ lắm đêm qua nó ngồi tâm sự với mẹ về những nỗi lòng bị kìm nén bấy lâu nay nó khuyên mẹ nên nhường nhịn bố mọi việc phải coi như mù như điếc như câm thì mới sống được lan cũng hứa với mẹ khi nào công việc ổn định cô sẽ về thăm nhà nhìn chiếc xe khách xa dần xa dần mà lòng lê quản thắt vậy là đứa con gái lớn phải tự lập từ đây chị tin lan là một đứa cứng cỏi nó sẽ sớm thích nghi với môi trường mới cầu trời đem may mắn đến với con gái của chị ba tháng học việc cũng kết thúc lan học rất tốt ngành may và bây giờ cô chính thức bước vào công việc mới vì bản tính nhanh nhẹn và khéo léo nên lan được cất nhắc vào khâu cắt việc này đảm bảo tính chính xác cực kỳ cao rất ít người được nhận vào khâu này làm việc một thời gian lan đã chiếm được cảm tình hầu hết mọi người trong xưởng nhất là những người trung tuổi họ quý cô như con có cái gì cũng chỉ bảo tận tình tuần này công ty cho nghỉ ba ngày từ thứ bảy đến sáng thứ ba mới về đi làm vì trùng vào dịp nghỉ lễ làn vui lắm vậy là cô được về thăm nhà rồi làn rất nhớ mẹ và các em chuẩn bị đồ đạc để về thì một chị bạn cùng phòng nói với lan để chị đưa ra chỗ này mà bắt xe Đến bến xe bây giờ xa lắm Em chỉ cần đợi chỗ này Là bắt được xe ngay Thế là chị ấy chờ cô ra ngoài ngã tư vọng Đoạn này đúng là đông thật Đang nhìn nhìn ngó ngó để tìm xem Có chiếc xe nào không Cô nghĩ bụng bộ... Xe biển số 19 À Xe này đúng là xe ở tỉnh mình rồi Không biết nó có đi ngang qua nhà mình không nhỉ Đầu nghĩ ngợi nhưng mà mát thì vẫn dán vào chiếc xe. Chợt thấy có hai chú bộ đội đi tới. Một người trung tuổi sách cặp, có lẽ là cấp cao, một anh trẻ hơn chắc là lái xe. Nhìn thấy cô cùng với chiếc túi du lịch, đang ngó nghiêng. Anh trẻ tuổi cất giọng chiêu ghẹo. Em gái xinh đẹp ơi, em về đâu đấy? Anh cho đi nhờ này. Dạ anh ơi, em về Phú Thọ à? Vậy thì đúng đường rồi. Em lên xe đi, anh cho đi nhờ. Cô đang bẽn lẽn không biết có nên tin không Thì chú nhiều tuổi hơn đi đến Nhìn cô Ông nói nhỏ Cháu về chỗ nào ở Phú Thọ Nhà cô gần đường không Dạ nhà cháu ở xã Nhị Hà Cũng gần đường chú à. Vậy thì lên xe đi Chú cho đi nhờ Chú đi qua nhà cháu đấy May quá Vậy là Lan có thể đi một mạch về tận nhà Mà không tốn một đồng Lại không mất công chen lấn xô đầy trên xe khách chật chội. Trên xe người đàn ông trung tuổi rất tâm lý, ông liên tục hỏi xem cô có bị say xe hay không, rồi hỏi cô là con cái nhà ai, vì ông nhìn rất là quen. Thấy cô trả lời, mà ông không tin được vào tai của mình, phải hỏi lại thêm một lần nữa để xác thực. "Cháu vừa nói, cháu là con nhà ai?" "Dạ cháu con nhà Lê Thạo ạ. À. Chú có biết bố mẹ cháu không?" có một chút gì đó nghẹn cứng trong ngực của thân. Trời đất ơi, lẽ nào đây là con của Lê? Thảo nào, ông cứ thấy con nét gì đó quen thuộc. Thôi đúng rồi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết nói và cái miệng rất duyên, không thể nào lẫn vào đâu được. Chưa trả lời câu hỏi của Lan, ông vẫn nhìn cô chăm chú. Bây giờ ông mới thốt lên một câu, vừa đổi ngay cách xưng hô, khiến cho Lan và cậu lái xe đều phải ngỡ ngàng. Bác biết mẹ cháu. Mẹ cháu là một người phụ nữ rất đẹp. Mẹ cháu tên là Nguyễn Phương Lê. Dạ đúng rồi ạ, à. mà sao bác biết mẹ cháu ạ? À? Bác tên là gì? Để về cháu kể với mẹ. Cháu chỉ cần nói với mẹ là có một bác bộ đội ở quân khu 2, hỏi thăm là được rồi. Cậu lái xe lúc này cũng góp chuyện. Mẹ đẹp nên con gái thường đẹp. Có đúng không thủ trưởng nhỉ? mỉm cười bảo cậu lái xe về đến làng dưa Đồng Kiều thì dừng lại. Làng dưa này nổi tiếng trồng dưa hấu rất ngon, mua luôn mấy quả, chưa kịp móc tiền ra trả thì cậu lái xe nhanh tay trả mất rồi. Từ lúc đó cho đến tận lúc Lan xuống xe, thân không nói thêm một lời nào nữa, anh đang chìm vào suy tưởng. Vậy là mười mấy năm chưa gặp lại, loãng một cái con gái Lê đã 19-20 tuổi rồi, bằng đúng cái tuổi ngày xưa anh và Lê yêu nhau đang mơ màng thì lan lên tiếng. Cho cháu xuống đây với, cháu đi bộ một đoạn là về tới nhà rồi à? Cậu cứ chạy xe đi, đến đoạn rẽ đầu làng hãy dừng lại. Lan rất ngạc nhiên vì thấy bác ấy lại biết rõ nơi này, xuống xe cảm ơn anh lái xe và bác bộ đội tốt bụng. Lan không quên mời hai người vào nhà chơi, nhưng ông từ chối. Lấy hai quả dưa hấu thật to và còn bọc trong túi ni lông ông đưa cho lan bác cho cháu đấy cầm về cho cả nhà cùng ăn thôi bác về nhá ngại quá lan không dám cầm đã đi nhờ xe lại còn lấy cả quà mang về thì còn ra cái thể thống gì nhưng thấy anh lái xe cười cười em cứ cầm lấy đi mấy ai được thủ trưởng nhà anh tặng quà đâu cứ cầm về gọi là quà của chị chia cho các em dạ vậy cháu xin cảm ơn cháu xin bác một quả thôi à cháu cứ cầm về đi cho bác hỏi thăm mẹ mà cháu tên gì nhỉ dạ cháu tên là phương lan à cái tên đẹp lắm phương lan con mẹ phương lê đợi cho lan khuất bóng ông mới bảo lái xe đổi hướng về đơn vị chứ không về nhà như dự tính ban đầu cậu lái xe ngạc nhiên lắm biết là thủ trường của mình có tâm sự nên anh cũng không hỏi rồi quãng đường đi Thân chỉ im lặng Mãi sau này anh mới lên tiếng Cậu này Cậu thấy cô bé hồi nãy thế nào Dạ cô bé rất xinh Lại khéo léo và có duyên à Nếu cậu một lần Được nhìn thấy mẹ cô bé Thì cậu phải trầm trồ Vì so với mẹ cô bé Cô bé này chỉ được 7 điểm về nhan sắc thôi Vậy à Tiếc quá Em lại không được hân hạnh được biết cậu có muốn nghe chuyện của tôi không có mơ cậu lái xe cũng không tưởng tượng được rằng mình sẽ là người được thủ trưởng dốc bầu tâm sự câu chuyện bắt đầu như thế mẹ của cái phương lan chính là người yêu cũ của tôi trời đất anh có nghe nhầm không nhưng đúng là không bởi lời nói đó được thốt ra từ chính miệng người thủ trưởng đáng kính anh biết sếp của mình là một người nói thật. Hôm nay, tôi sẽ tâm sự cuộc đời của mình cho cậu nghe. Cậu là người đầu tiên mà tôi tin tưởng và chia sẻ. Tối nay ăn cơm xong, sang phòng tôi nhé. Nhưng cậu phải hứa với tôi là không được nói bất cứ. Cho ai nghe. Tôi không muốn bị soi mói. Dạ vâng, thủ trưởng cứ yên tâm. Em lấy danh dự của mình ra để hứa à? Thôi được rồi, Tôi tin cậu. Buổi tối hôm đó, thân đã tâm sự hết cho cậu lái xe nghe về đời sống riêng tư của mình, những thứ mà anh giấu kín trong lòng hơn hai chục năm nay. Sở dĩ anh tin tưởng cậu lái xe bởi vì cậu này cũng có hoàn cảnh hôn nhân không được suôn sẻ nên dễ dàng đồng cảm hơn. Khi nghe thủ trưởng của mình bộc bạch những nỗi lòng sâu kín, cậu lái xe lại càng cảm thấy cảm phục và thương anh nhiều hơn. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thân từ từ đi lại ngăn kéo. Anh lật sở cuốn album một cách cẩn thận. Sau đó nhẹ nhàng rút ra một tấm ảnh và đưa cho cậu lái xe tên tín. Đây, cô ấy đây, người yêu của tôi, cách đây hơn 20 năm về trước. Ôi trời ơi, chị ấy đẹp quá anh nhỉ? Tiếc là anh chị không đến được với nhau. Trước đây đúng là tôi không duy tâm, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng tôi không đến được với nhau, chắc là do số phận. Chỉ tiếc là cả hai chúng tôi đều đã chọn sai đường. Vậy là chị Lê cũng không được hạnh phúc và sếp? Mà anh cũng bất hạnh nhỉ? Em cảm thấy trong chuyện này có nhiều khúc mắc lắm. Nói anh đừng buồn, nhưng em thấy chị Tân không thể tin được. Giống như chị ấy là người sắp đặt mọi chuyện ấy đúng là tôi đã từng nghĩ như cậu tôi đặt dấu hỏi nhiều lắm nhưng ngoài nghi ngờ ra thì tôi lại không có bằng chứng gì với lại bây giờ mọi thứ nó an bài rồi Ai... đò bới lại có được cái gì đâu chả thay đổi được gì em đồng ý như vậy nhưng đúng là bất công cho anh với chị lê khi chân tướng sự việc chưa được phơi bày khó chịu lắm anh ạ à. Nghe anh kể ngày còn ở chiến trường, anh thường xuyên viết thư cho chị ấy, mà chị ấy không nhận được. Thả như chị ấy gửi cho anh, bị lạc đi, đã đành. Mưa bom bão đạn khó, vận chuyển chưa kịp thời. Nhưng về hậu phương, ấy, chỉ có chậm thôi, chứ không thể nó mất trắng được. Anh không thấy lạ lùng sao? Đúng vậy, mới đầu anh còn nghĩ hay là do Lê thay lòng đổi giả. Nhưng không phải, hơn ai hết, anh hiểu rõ tính của Lê. Cô không phải là người dễ dàng thay đổi. Đúng, chỉ có thể là có người đã làm việc này để những lá thư không đến được tay của Lê. Hơn nữa khi anh cưới Tân rồi, thì hầu như Tân cắt đứt mọi mối quan hệ với người cháu họ, coi như chưa từng quen biết, lại còn tỏ ra ghen tuông và căm thủ Lê tột độ. Trời đất ơi, có như vậy mà anh không nghĩ ra. Nếu như không tâm sự với cậu lái xe, thì chắc chắn anh còn canh cánh trong lòng nỗi day dứt không thể nào hóa giải được tiếng cậu tín lại tiếp tục vang lên thê từ ngày đó anh với chị lê chưa ngồi nói chuyện riêng với nhau lần nào à tôi chưa vì cô ấy có gia đình gặp nhau không tiện với lại tần là người hay ghen tôi không muốn làm khổ lê trời đất vậy là mười mấy năm nay anh chưa nhìn thấy chị ấy sao Đúng vậy. Chính xác là từ ngày tôi lấy vợ. Việc giải bày hết tâm tư của mình cho một người mà mình tin tưởng thực sự đã làm cho anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh và Tân tuy sống chung một mái nhà nhưng cứ như hai cực cùng dấu của một thỏi nam châm. Chúng chả bao giờ hút nhau không muốn nói là càng ngày càng đẩy nhau ra xa hơn. Hai người như hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau lan lúc này ở nhà được hai ngày rồi chiều mai cô phải xuống hà nội để tiếp tục công việc của mình hôm nay bố đi làm chỉ có hai mẹ con ngồi trong quán nhân lúc vắng khách cô lên tiếng hỏi mẹ mẹ ơi mẹ ơi cái bác hôm nọ là ai thế hả mẹ con hỏi tên mà bác ấy không nói chỉ nói là người quen của mẹ thôi con thấy bác ấy khen mẹ nhiều lắm giống như là ngưỡng mộ mẹ à bác ấy còn nói với con nhan sắc của mẹ được 10 điểm và con ấy chỉ được có 7 thôi. Làn mới nói đến đây thì Lê biết người đó là ai rồi. Chỉ có người đó mới ở trong quân đội lại thủ trường của một đơn vị. Còn ai vào đây ngoài thân chứ? Lại nghe con Lan kể rằng bác ấy cao giáo đẹp trai nhìn phong độ. Lòng của cô lại trào lên một cảm giác mãnh liệt của những ngày xưa cũ Giá như không có chiến tranh. Bất giác cô chợt thở dài. Chìm đắm trong những suy tưởng, chị không để ý rằng cái Lan đang nói gì cho đến khi nó đập đập vào vai của chị. "Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đang nghĩ gì thế? Sao con không bao giờ nghe mẹ kể về bác ấy nhỉ? Mà bác ấy nói về mẹ nhiều lắm." "À, con biết rồi. Bác ấy là người yêu của mẹ ngày xưa, có đúng không?" Mẹ, mẹ kể cho con nghe đi. Con hứa, con không nói với bố đâu. Chuyện dài lắm con ạ. À. Để lúc nào tiện mẹ kể cho mà nghe. Bây giờ làm gì có thời gian. Nhưng mà con đoán đúng phải không mẹ? Bác ấy tên là gì ạ? À? Bác ấy tên là Thân. Lê Thân. Con có nhớ bà Tân không? Bà mà thi thoảng hay đi chợ qua quán nhà mình ấy. À, cái bà mà răng vẩu Xấu xấu ấy hả mẹ Hôm con thấy bà ấy nói chuyện gì với bố Lâu lắm mà con chả để ý thì Có nghĩa là bà ấy ừ. Bà ấy là dì họ của mẹ Cũng chính là vợ của bác thân đấy Nói đến đây giọng của cô trùng xuống Đôi mắt đẹp chợt ẩn ẩn nước Chắc là chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thôi Chị sẽ ỏa khóc Mọi thứ sâu kín trong lòng bấy lâu nay không được giải tỏa, cộng với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, làm cho người đàn bà đẹp của làng như ngã quỷ. Quá khứ hiện tại của chị thật sự không may mắn, còn tương lai của chị sẽ ra sao? Phần về người ấy, người ấy như thế nào nhỉ? Có hạnh phúc không? Sau bao nhiêu năm quá khứ ngủ yên trong dĩ vãng, giờ lại được chính con gái của chị khơi lên. Lẽ nào Mẹ ơi, tối nay mẹ kể cho con nghe câu chuyện của mẹ nhá. Mẹ mà không kể là ngày mai con không đi Hà Nội đâu. Con bé này luôn biết khơi đúng điểm yếu của chị. Nhanh quá, nó đã lớn bằng đúng cái tuổi chị và anh yêu nhau. Là nó có buồn không? Khi mà chị kể lại cho nó nghe về tình yêu của mình, về người mà chị nặng lòng, không phải là bố của nó. Vào đêm hôm đấy, Chị sống lại khoảng thời gian của mình hơn 20 năm về trước. Ngồi bên cạnh chị, không phải là con bé Lan, con gái chị mà chính là một người bạn tâm giao, rất đồng cảm. Lan là một người rất hiểu chuyện, lại biết đặt mình vào người khác để chia sẻ. Chị chút hết nỗi lòng lên người con gái. Hai mẹ con cứ vừa kể, vừa ôm nhau khóc. Lan không ngờ, người mẹ hồng nhan của mình lại khổ đến như vậy. Lan lại nghĩ nếu như bác thân là bố của mình thì sao nhỉ nếu vậy thì cả nhà mình sẽ luôn luôn hạnh phúc và mẹ không phải đau khổ như sống với bố bây giờ vẫn biết là con không được phép lựa chọn bố mẹ và nơi mình sinh ra tốt nhất là phải biết chấp nhận nhưng lan vẫn tiếc cho mẹ tiếc cho những ngày tháng trượt dài của bố tại sao bố lại không biết trân trọng mẹ hay chỉ khi nào những thứ người ta đang sở hữu sắp sửa mất đi họ mới cảm thấy tiếc Mẹ quá hoàn hảo trong mọi phương diện, trong khi bố lại như một phiên bản lỗi. Cô biết phải làm gì đây? Giá như bố cô thay đổi, mọi thứ vẫn còn kịp, không có gì là muộn màng cả. Trong câu chuyện của mẹ, cô thấy mẹ nhắc về bác thân như một niềm tự hào, xen lẫn sự ngưỡng mộ. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại và tương lai, cô biết rằng mẹ vẫn dành cho bố con cô. Ngước mắt lên, Cô tiếp tục hỏi mẹ Mẹ ơi Mẹ trả lời thật cho con một câu nhé Nếu như bây giờ Cho mẹ chọn lại Mẹ có lấy bố không ạ? À? Nếu được chọn lại Mẹ vẫn lấy bố con Chỉ có điều mẹ ước Bố con trở lại như những ngày đầu Như mấy năm đầu khi sống với mẹ Lúc đó gia đình mình Rất hạnh phúc con ạ à. Bố con rất yêu mẹ Bố con viết về mẹ đầy hai cuốn nhật ký đấy. Chứng tỏ trong sâu thẳm tâm hồn của mẹ vẫn yêu bố. Bạc thần chỉ là quá khứ thôi. Vậy mà bố lại không biết quý trọng mẹ. Cô thầm trách và tiếc cho bố. Nhưng cô biết làm cách nào cho bố tỉnh ngộ được đây. Cô biết mẹ không bỏ bố bởi vì mẹ đang nghĩ cho các con, cho danh tiếng của mẹ. Hơn nữa, mẹ là người phụ nữ của gia đình, luôn sống nội tâm và hướng nội. Hơn tất cả mẹ luôn hy vọng bố sẽ thay đổi vậy mà nửa năm sau trôi qua lan được ban giám đốc cân nhắc chuyển vào chi nhánh của công ty trong sài gòn vốn tuổi trẻ thích bay nhầy muốn khám phá để biết đây biết đó sau khi được gợi ý cô gọi điện về cho bố mẹ xin ý kiến bố mẹ cô đồng ý ngay mẹ chỉ mong cô được sung sướng cô lại có suy nghĩ khác cô không muốn ở gần cũng bởi vì nếu ở gần Cô sợ phải lấy chồng gần nhà Và như vậy Gia đình chồng sẽ biết hết những thói hư tật xấu của bố cô Như vậy thì cô xấu hổ lắm Lại một sự tình cờ Đem đến bất ngờ cho Lan Và bác thân Bởi vì bác thân chính là bạn thân Của ông giám đốc công ty của cô Trong một buổi làm việc ngày cuối tuần Khi đang mày mê với công việc Cô chợt nghe thấy một giọng nói rất quen Chào cô bé chăm chỉ Không ngờ lại được gặp cháu ở đây Quay lại cô tròn mắt Khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình Chính là bác thân Bạn của mẹ Đứng cạnh ông chính là chú giám đốc Ôi Cháu chào, chào bác Sao bác lại ở đây ạ à? Ngạc nhiên lắm chứ gì Bác thân là bạn thân của chú Bác ấy có việc xuống Hà Nội Nên chú mời bác đến thăm công ty Không ngờ hai bác cháu lại quen biết nhau thế này đây là cô cháu gái không nghĩ là nó làm ở đây ông tạo điều kiện giúp đỡ cháu giúp tôi nhá nhất định rồi cô bé này rất nhanh nhẹn và khéo tay công ty đang có ý định điều cô bé này vào trong Sài Gòn để phát triển chi nhánh phía Nam ông thấy thế nào thì ra Lan sắp được điều vào thành phố Hồ Chí Minh con bé ngày một trưởng thành ông cũng mừng cho nó ông tin Lan được dạy dỗ bởi một người mẹ chu đáo thì cô sẽ sớm hội nhập được với môi trường mới. Khi nói chuyện riêng với cô bé, ông cũng biết rằng Lê đang trên đường xuống Hà Nội thăm con gái trước khi Lan có chuyến nam tiến. Ông vẫn đang công tác dưới này, nên đây có lẽ là lần gặp gỡ của hai người sau bao nhiêu năm. Mấy tiếng sau mẹ Lan có mặt ở Hà Nội, Lê khá ngạc nhiên khi đi đón mình không chỉ có con gái mà còn có thêm một người bạn. Thẳng thốt mất mấy phút Lê mới thốt lên Là anh à Anh xuống đây khi nào thế Mà còn Lan Sao lại ở đây Thôi chúng mình cứ về phòng Cũng tình cờ vì giám đốc của Lan Là bạn của anh Câu chuyện đó đã phá tan đi Những câu hỏi trong Lê Trái đất quay tròn thật rồi Đúng là sau bao nhiêu năm Quá khứ tưởng như ngủ yên Cuối cùng lại một lần nữa sống dậy Lê đang đối diện với anh rất gần Vẫn khuôn mặt này, ánh mắt này, dáng người này Chỉ có điều theo thời gian Anh đã giả dặn hơn rất nhiều Chẳng cần nói gì nhiều Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của chị Anh đã đọc được tất cả Làn hàng hái đi mua đồ Lúc này chỉ còn lại Lê và anh Bao nhiêu thắc mắc trong đầu Đã làm cho anh chăn trở. Hôm nay được dịp bung xa hết Câu hỏi đầu tiên của anh Dành cho Lê lại là một câu hỏi về Thảo. Em có hạnh phúc không? Thảo đối xử với em thế nào? Anh nghe nói Thảo đã có phải không? Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nó chất chứa tất cả nỗi niềm, quan tâm thầm lặng của anh. Người mà cách đây hơn 20 năm, chị từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ chia xa. Vậy là anh đã biết tất cả những khổ đau, bất hạnh mà chị phải gánh chịu trong suốt thời gian làm vợ của Thảo. Không thừa nhận, không phản bác, từ ánh mắt của chị, những dòng lệ ứa ra chan hòa. Chị khóc. Chưa bao giờ chị khóc ngon lành như vậy. Nỗi lòng cứ như suối chảy hòa vào những giọt lệ đắng cay tuổi buồn. Anh nhìn chị xót xa, bởi vì anh thương chị. Vậy là mọi lời đồn đại về Thảo, hoàn toàn chính xác. Anh giận lắm, vì không biết làm gì để cho lê yên lòng để cho cô được hạnh phúc bao nhiêu đắng cay cuộc hôn nhân bất hạnh đã trút xuống đôi vai gầy của người đàn bà đẹp nổi tiếng một thời anh tiếc bởi vì anh bất lực nếu mà có Thảo ở đây anh sẽ dáng cho hắn ta một quả đấm giữa mặt thà như hắn đối xử tốt và coi trọng lê nhưng không phải như thế hắn đã giày xéo cô ấy vùi dập cô ấy anh quá đau khi thấy người mình yêu gần ngay gang tấc mà không thể nào ôm ấp không thể nào động viên vỗ về an ủi anh hận mình không làm được gì cho cô anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cô khóc anh đi đi lại lại trong phòng tay đấm vào khoảng không trước mặt mà trách mình không thể bảo vệ được lê nhưng giờ đây anh biết được tất cả sự việc anh có làm gì được đâu anh lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của cô đây Biết mình không chế ngự được cảm xúc, Lê đưa tay vội vàng lau đi những hàng nước mắt tủi hờn. Thần đứng bên cạnh, bàn tay của anh móc ra từ trong túi áo, một chiếc khăn mùi xoa màu thiên thanh. Chiếc khăn này, nó theo anh suốt hơn hai chục năm trời. Nó luôn luôn đồng hành cùng anh, cả trên những nẻo đường chiến dịch. Đưa cho Lê chiếc khăn còn nguyên hơi ấm và mùi hương thoang thoảng hoa nhài. Anh nói với cô... Em lau nước mắt đi. Em cứng rắn lên. Em còn có các con và tuy anh không được cùng em chung đường, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh suốt đời này, anh luôn theo dõi em. Mạnh mẽ lên em ạ. À. Anh muốn nhìn thấy phương Lê của ngày hôm qua, đừng gục ngã. Cầm lấy chiếc khăn lau đi những dòng nước mắt, nhìn đôi chim bồ câu đang quấn quýt bên nhau, chiếc mỏ đang còn ngậm chặt hai chữ và L lồng ghép. Lê nhìn thấy, cô thấy có lỗi với anh vô cùng. Vô tình chiếc khăn này là vật chứng duy nhất chứng kiến cuộc tình của họ từ khi chớm nở cho đến lúc chia phôi và giờ đây nó lại hiện hữu nơi này khi hai thân chủ của nó đều không hề được hạnh phúc. Ngày xưa, khi mà theo tặng chiếc khăn tay này trước ngày lên đường vào Nam, cô đã khéo léo lồng hai chữ cái của tên anh và cô để thể hiện tình yêu thủy chung, son sắc. Nhưng chính cô, chính cô là người bỏ lại tất cả. Cô phụ tấm chân tình của anh để chạy theo người đàn ông khác. Vậy mà người ấy lại sẵn sàng trà đạp lên tình cảm của cô, không hề mang lại tình yêu mà chị muốn. Đạp đổ mọi cố gắng mà cô giải công vun đắp. Lê cố gắng quên đi chuyện của mình quay sang hỏi thân còn anh thế nào ạ à? cuộc sống có tốt không dì tân dì ấy có anh vẫn bình thường hơn em một chút là anh chủ động được mọi thứ còn anh đành bỏ lại sau lưng hết có có nghĩa là chị bỏ lừng câu nói đằng sau là tiếng thở dài của anh chỉ thế thôi chị hiểu tất cả rồi anh cũng không được hạnh phúc tại sao thế những người tốt như anh như chị tại sao lại không được hưởng hạnh phúc cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại khó lòng lẽ nào những ước mơ giản đơn ấy lại là thứ xa xỉ đối với cả hai người nhưng anh giấu cảm xúc quá tốt lúc này anh vẫn không hề nói xấu vợ một tiếng nào không lẽ thời gian không đủ cho anh chia sẻ à hay còn một nguyên nhân nào khác sau chuyến đi Hà Nội của Lê thì mấy ngày sau Lan cũng vào Sài Gòn. Nhớ con mà lòng chị quặn thắt, chị hy vọng môi trường và cuộc sống mới sẽ làm cho Lan sớm thích nghi. Với bản tính khéo léo được thừa hưởng từ mẹ cộng với sự gửi gắm của thân thì Lê cũng yên tâm phần nào về con gái, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với con gái của chị. Hôm nay bên làng Đông có hội làng, Vân cũng về xem hội hai chị em cùng nhau đi đến đình làng nơi diễn ra lễ hội đang ngắm nhìn những nam thanh nữ tú ăn vận theo lối ngày xưa để chuẩn bị rước kiểu thì có một người đi tới anh này chính là con trai của ông quảng đưa thư ngày xưa anh ta tên là phú hơn lê hai tuổi nhìn thấy hai chị em phú tươi cười ôi giời ơi lâu lắm mới thấy thúy kiều thúy vân sánh bước bên nhau nhỉ chào anh phú ạ hôm nay anh cũng ra hội làng Ngày xưa anh hỏi mãi mà em không ngưng. Nếu lấy anh có phải là gần gựa quá không? Trai làng không lấy, đi lấy chồng thiên hạ. Làm anh cứ tiếc mãi. Thế nào? Vân, em có biết rằng anh giận em lắm không? Nhưng mà ngày đấy em nghĩ ngợi gì đâu. Thôi thì bây giờ cũng là anh em cả mà. Anh chỉ tiếc cho cái lê thôi. Khổ, ngày ấy giá mà... Thấy anh lừng lơ như vậy, Vân vẫn quyết không buông tha Cô cứ dư dứ nắm tay về phía Phú Sau đó hăm dọa Anh vừa nói cái gì Nói giá như cái gì Nói mau cho em nghe xem nào À mà giờ anh nói ra Có giải quyết được gì đâu Nói ra chỉ thêm buồn thôi Lúc này Lê cảm thấy rất lạ Một cảm giác bất an Khiến cho cô không giữ được bình tĩnh Anh Phú Anh coi bọn em như em gái mà lại còn giấu giếm cái gì có liên quan gì đến em có đúng không anh cứ nói ra xem nào em nghe em để đấy thôi không rắc rối đến anh đâu mà sợ thực ra cũng chính vì điều này mà bố anh cứ chăn trở mãi đến tận lúc chết ông cứ lăn tăn thấy mình có lỗi với lê anh thay mặt bố xin lỗi em anh nói cái gì em không hiểu bác quảng có lỗi gì với em đâu ạ à? Chuyện này có liên quan đến một người... Nhưng mà em phải hứa với anh... Em không được khơi lại chuyện cũ... Thì anh mới dám nói... Thôi được rồi em hứa... Anh nói đi... Ừ, câu chuyện này... Của hơn 20 năm về trước... Đó là những ngày còn chiến tranh... Khi thấy ông cụ nhà anh... Làm biêu tá cho xã ấy mà... Anh nói nhanh lên... Em nghe anh nói như thế này... Em còn xót ruột hơn ấy... Ngày đấy... Thần nó gửi nhiều thư về cho Lê lắm Nghe bố anh nói Dễ đến Năm sáu chục lái Nhưng Nhưng mà bác ấy không đưa cho em Có đúng không Tại sao bác ấy lại làm như thế ạ à? Ấy em bình tĩnh Em nghe anh nói hết Bố anh trong một lần gặp Tân Nghe cô ấy tỉ tê Cũng nghĩ Tân là gì của em Hai người thân nhau Tân lại nói Lê nhờ Tân Nhận dùm thư nên từ ngày hôm đấy, hệ có thư nào là bố anh đều đưa cho Tân hết. Trời đất! Tiếng của Lê Thàng thốt, mặt cô từ đỏ chuyển thành tái. Cô đã lờ mờ nhận ra chân tướng của sự việc, thì ra em không hề nhận được một lá thư nào sau cái ngày đấy. Chỉ Tân không hề đưa cho em dù là một lá. Anh hiểu không? Thì ra, thì ra là bà ấy à? cái bà tân này là sao trổi chứ đúng là không là người rồi tại bà ấy mà chị em mới khổ thế này mà tại sao bố anh lại dễ dàng tin lời bà ấy nói như thế hả cũng chỉ tại tân luôn đón đầu với lại bọn em biết rồi đấy bố anh ngày đấy nghiện thuốc lào nặng mà tân thì cô ta luôn luôn biết lấy lòng mà chính vì điều đó đã khiến chị em cứ nghĩ rằng anh thân không còn yêu chị ấy mấy năm liền sống trong chờ đợi vô vọng Vậy có chết người ta không chứ lại Thì ra tất cả là bà Tân này Bái bày trò <laughs> Đúng là một kế hoạch hoàn hảo Lê thật sự chết lặng Tại sao lại ra nông nỗi này Người gì mà cô hết mực tin tưởng Tại sao lại làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy chứ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Hồng Nhan của tác giả Việt Nga. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập 6 của bộ truyện này khi mà chúng ta đã biết được rằng là cô gái tên là Lê của chúng ta, năm nay đã 45 tuổi rồi nhưng cho phép Tâm An cũng được gọi là cô, đã phát hiện ra một bí mật động trời mà gì của cô ta tên là Tân đã giấu kín và chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng sau khi biết bí mật này thì cô gái tiên lê của chúng ta phải xử lý như thế nào nhé. Liệu rằng có chuyện gì sẽ diễn ra đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Và để gặp lại Tâm An vào lúc 11 giờ xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những bộ chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố đang gửi tới cho quý vị còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại